Bài hôm nay thì chúng ta sẽ giới thiệu thêm về Simbol. Simbol là một cái thành phần mà nó thuộc dạng tài liệu cho sẵn hoặc là cái thư viện ở trong Illustrator. Nó sẽ giúp cho chúng ta có được một nguồn tài nguyên rất là lớn và phong phú để mà chúng ta có thể làm nhanh hơn, tiện lợi hơn trong cái quá trình thiết kế của chúng ta. Thay vì là tất cả mọi thứ chúng ta ngồi vẽ ra thì chúng ta có thể là sử dụng, tận dụng cái nguồn tài nguyên là cái thư viện Simbol. Thế trước hết là chúng ta gọi Simbol ở đâu? Chúng ta gọi Simbol ở cái panel bên này, bên tay phải này, bấm vào đây thì chúng ta sẽ gọi được cái panel Simbol ra. Thế và ở trong cái Simbol thì chúng ta sẽ có một số các cái Simbol mẫu nào đó. Thế số lượng Simbol này thì nó rất là ít. Đó, số lượng Simbol mà các bạn nhìn thấy ở đây rất là ít. Tuy nhiên đối với mỗi một cái tài liệu khi mở ra thì bạn sẽ thấy là có một số Simbol mẫu thôi. Đấy, thường là như thế này, 1 2 3 4 5 6. Các bạn sẽ thấy có 6 cái Simbol là Simbol nguyên gốc mà lúc nào mở ra các bạn cũng sẽ thấy. Mỗi cái nó sẽ đại diện cho một kiểu Simbol gì đó. Thế và khi chúng ta mở ra, chúng ta tạo ra thêm Simbol thì Simbol của chúng ta tạo ra sẽ nằm ở trong này. Hoặc là chúng ta gọi một cái thư viện con ra thì những Simbol nào đã được sử dụng hoặc là đã được đụng đến thì nó sẽ được đưa vào đây. Chúng ta nói rằng đây là một cái kho. Thế cái kho này tại sao lại ít thế? Thực ra nó phân chia ra rất là nhỏ, phân chia ra rất nhiều nhóm, chúng ta có thể tìm nó ở đây. Các bạn bấm vào cái biểu tượng góc dưới bên trái này thì chúng ta có một cái biểu tượng là cái thư viện sách này. Đấy, và nó tên là Simbol Library Menu. Bấm vào đây thì các bạn thấy một cái danh sách dài dằng dặc từ đây cho đến đây là những cái thư viện mà chia nhỏ ra theo chủ đề. Chúng ta bấm vào một thư viện cụ thể thì nó sẽ mở ra như thế này. Bằng cách này thì chúng ta có thể xem được từng cái chủ đề khác nhau. Ví dụ đây là Simbol thuộc dạng 3D đó. Các bạn có thể bấm vào đây, các bạn mở tiếp ra Simbol tiếp theo, hoặc các bạn có thể bấm vào mũi tên để dịch chuyển sang cái Simbol mới. Đây, sang trái, sang phải, và nó cứ phân chia ra theo các cái chủ đề khác nhau. Các bạn sẽ thấy rằng rất là đa dạng ở trong này. Đây, cái này không thấy là vì tại sao chúng ta đang bấm vào cái biểu tượng của mặt nạ, đúng không? Đây, bóng bay này, ruy băng này, vương miện này, mũ giấy này, mặt nạ này, à đây là lễ hội đúng không? Các hình cơ bản này, communication, các cái phương tiện là gì đây ạ? Đây, phóng to ra một tí nha. Đây là cái gì nhỉ? TV này. Máy tính này, rồi chủ đề khác nhá, các cái nét này, Vectorpack về cái nét này, rồi gì đây nữa, thời trang fashion, đây cũng tương đối đủ chị em này. Máy này, 2 giây này, túi này, mũ này, bút này, áo cổ lọ này, dép này,
sang chủ đề khác nhé. Các hoa văn họa tiết trang trí này, rồi tiếp nữa này, các loại hoa này, cúc xanh này, đồng tiền này, này thư viện, các cái nét mực, nét sơn này. Cái này là cái mà chúng ta thấy ở trong gì nhỉ, trong cái symbol mẫu đây đúng không? Đây này, mở symbol mẫu ra chúng ta thấy có một cái loại với mực này, đây chính là trong cái nhóm này nhé. Các cái nét theo kiểu gọi là để làm lông tóc này, đá quý này, các biểu tượng các cái gì đây nhỉ, cây thư mục, hoặc là các cái gì nhỉ, nó gọi là sơ đồ phòng ban đó, hoặc là cây thư mục, hoặc là cây gia phả, ribbon, các giải ribbon, nơ, và các bạn để ý thế này, tôi lấy bất cứ cái gì ra cái trang làm việc này thì nó cũng sẽ được bổ sung vào trong cái thư viện chính này. Còn ban đầu gốc của nó chỉ cho chúng ta 6 cái symbol, mỗi cái đại diện cho một cái trường phái, mỗi cái đại diện cho một cái thư viện nhỏ nhỏ thôi. Đấy, số lượng symbol thì rất nhiều, phân chia cực kỳ nhiều các cái thư viện con. Các bạn cứ mở ra, các bạn sẽ có một kho tải đầy đủ đủ các thể loại, đủ các cái symbol. Thế thì thay vì việc là phải ngồi vẽ từng thứ một, thì bây giờ chúng ta có thể là tận dụng cái kho symbol này để chúng ta làm cho cái việc thiết kế nó trở nên đơn giản hơn. Những cái gì mà không cần vẽ thì chúng ta sẽ lấy luôn cái symbol ra để chúng ta xài luôn. Đấy. Đó, tất nhiên là cũng có bạn sẽ thắc mắc là thì bây giờ kho tư liệu thế rất là giống nhau, bây giờ bạn ấy cũng dùng, em cũng dùng, thì nó có vấn đề gì không? Và thực ra chả có vấn đề gì cả. Một thiết kế không phải là chỉ có một cái symbol đó, nó còn rất nhiều thứ khác nữa. Cho nên là cái cứ dùng đi, mỗi người sẽ có một cách dùng khác nhau, to nhỏ khác nhau, vị trí khác nhau, độ quan trọng của symbol trong thiết kế khác nhau. Cho nên là cũng không có vấn đề gì cả phải lăn tăn quá. Còn nếu thích, chúng ta sẽ chỉnh sửa cái symbol đó để cho nó có cái sự thay đổi đi, cho nó có sự biến đổi đi. Thế thì bây giờ nếu mà chỉnh symbol thì nó có mấy vấn đề như thế này. Chúng ta xem nhé. Khi tôi chọn một symbol thì nó giống như là một cái đối tượng bình thường chúng ta chọn ở trong cái tài liệu thôi. Tuy nhiên nếu mà để ý kỹ thì tôi chọn một đối tượng đó thì nó cũng sẽ thông báo có những cái tính chất hoàn toàn khác nhau. Tôi vẽ ra một cái hình gì đó thì đây, nó gọi cái này là path đúng không, nhưng tôi bấm vào một symbol thì nó ghi chú rất là rõ ràng là symbol. Vậy symbol nó khác với lại cái đối tượng thường như thế nào, các đối tượng khác như thế nào? Thì symbol nó có cái đặc tính như thế này, nó có một cái mối liên hệ qua lại thông suốt với lại cái thư viện chính. Khi mà một symbol đưa vào không có nghĩa là nó bị cắt đứt tất cả mọi cái quan hệ, mà nó vẫn giữ cái quan hệ với lại cái thư viện chính. Và việc mình điều chỉnh một cái symbol đang được sử dụng ở trong tài liệu thì có thể nó tác động ngược tới cái symbol mà được cất giữ ở trong thư viện. Tôi là ví dụ thế này, tôi copy thử cái này nhé, và mới một cái này cho nó sạch. Đây, ví dụ cái symbol như thế này. Ví dụ bây giờ tôi muốn điều chỉnh nó, đây là vết mực đen đúng không, hai vết bẩn, bây giờ tôi muốn nó thành một vết sơn màu gì đó, hay một vết đỏ như vết máu chẳng hạn. Ok, vậy thì điều chỉnh, bấm vào đây có điều chỉnh được không? Đấy. Chúng ta có thể sử dụng cái expand tháo dỡ, nhưng quan trọng là gì đây, điều chỉnh. Thì các bạn để ý thế này, ở trên thanh option
chúng ta có hai cái nút, một là nút Edit Symbol và hai là Break Link. Đấy. Hoặc nếu mà thích can thiệp thẳng vào thì chúng ta có thể theo cái cách gọi là làm việc với chế độ Isolate, cô lập, thì chúng ta nhấp nút vào đây, nó sẽ đưa ra một cái khuyến cáo là can thiệp vào đây thì có thể là ảnh hưởng tới cái Symbol gốc ở trong, cứ OK đi. Thì nó sẽ đưa chúng ta vào chế độ Isolate Mode, tức là vượt qua cái vỏ bọc bảo vệ bên ngoài. Sau đó thì chúng ta có thể chọn vào trong này, và bằng cách như thế này thì tôi sẽ tô một cái màu mới, ví dụ thay vì viết đen như viết mực, bây giờ tôi chuyển sang thành màu đỏ như thế này. Sau đó quay ra, có điều gì xảy ra, màu thay đổi rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta mở cái thư viện này ra thì các bạn sẽ thấy rằng là cái symbol ở trong thư viện mẫu này nó cũng đổi màu đỏ theo, tức là hai thằng này giữ một cái mối liên quan tới nhau. Bất cứ một cái sự thay đổi nào trong symbol mẫu ở trong thư viện hoặc là cái symbol đang được sử dụng ở trong cái tài liệu của chúng ta thì nó đều có sự tương thông và nó làm cho cái còn lại thay đổi. Đấy. Tôi lấy ví dụ thế này. Bây giờ chúng ta lấy một cái symbol như thế này. Đó, tôi có một symbol. Bây giờ tôi lấy ra này, một cái này, nhân bản này, nhân bản này. Đấy, ví dụ thế. Bây giờ tôi có mấy cái như này. Bình thường thì nếu như đây là một hình vẽ thì những cái này nó có tính độc lập với nhau, không liên quan gì cả. Và tôi có thể là đổi thằng này là một màu nọ, một thằng này là một màu kia, đúng không? Nhưng bây giờ ví dụ tôi đổi màu cho một cái. Tất cả đều đổi màu theo. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó, tốt cũng có, xấu cũng có, tiện cũng có và bất tiện cũng có. Đấy, nếu như những cái này được coi như là một một tập hợp các cái yếu tố hay tập hợp các cái họa tiết để mà lặp đi lặp lại để mà trang trí gì đó, thì việc giữ nó như là một cái mối liên hệ, một cái chuỗi liên hệ với lại cái symbol gốc ấy, thì nó sẽ tốt ở cái đoạn gì. Bây giờ tôi cần chỉnh màu một cái gì đó, tôi cần chỉnh một cái gì đó, thì bây giờ chỉ cần làm trên một cái thôi, tất cả những cái còn lại liên quan sẽ đồng thời đổi theo. Thay vì việc là tôi phải chọn từng cái rồi tôi chỉnh, thì nó, nếu như nó giữ được cái mối liên quan với lại symbol gốc thì tôi chỉ cần chỉnh một mà được nhiều. Đấy, nhưng ngược lại muốn làm cho nó có một cái sự đổi khác đi thì cái sự dắt dây đấy nó lại không cho phép. Đấy, cứ đụng đến một cái là đụng tất cả. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm theo cách như thế này. Nếu mà đúng chuẩn đấy thì thay vì là nhấp nút để cố gắng truy vào cái chế độ Isolate Mode thì chúng ta sẽ có cái nút chuẩn của nó như thế này, Edit Symbol, bấm vào đây nó cũng ra cái nhắc nhở đó, và sau đó cũng vào cái này thì đây mới là cái đường chuẩn nhé, đường chuẩn đường gốc vào đây. Sau khi chỉnh xong thoát ra thì nó lại như này. Bây giờ tôi muốn nó độc lập đi, thì các bạn muốn thế thì các bạn phải cho tôi một cái lệnh gì đấy, break link, tháo rỡ, bẻ gãy cái mối liên quan của nó với lại cái symbol mẫu đi. Khi break link rồi thì nó có còn là symbol không? Không. Symbol nó chỉ khác cái thằng đối tượng thường ở chỗ gì đây nhỉ? Nó có mối liên hệ với lại cái thư viện. Đấy. Còn chúng ta ngắt nó ra khỏi cái mối liên hệ với thư viện thì nó chỉ là một cái đối tượng mang tính đồ họa thông thường thôi, một dạng đối tượng vector thông thường. Bây giờ tôi tô màu cho nó. Có dính dáng đến hai thằng này không? Thế thì cái cách mà điều chỉnh thì nó tương đối là đơn giản như thế. Còn cách mà tạo ra một symbol là các bạn biết rồi. Vẽ bất cứ cái gì, sắp xếp bất cứ cái gì, miễn là các bạn thích, thì các bạn có quyền là chọn nó, xong rồi bấm vào cái biểu tượng trang giấy. Vậy là các bạn sẽ tạo ra được symbol và đưa vào trong cái thư viện của mình. Thế thì bây giờ chúng ta điều chỉnh symbol thì nó tương đối đơn giản thế thôi. Đấy. Tháo, một là làm thế nào để truy cập vào để thay đổi được cái symbol ở bên trong cái vỏ bọc của nó, và thứ hai là đấy, tách tháo nó ra khỏi cái mối liên quan với lại cái thư viện mẫu. Thế nhưng mà trong cái sử dụng symbol thì không phải là một vài cái đơn lẻ như thế này, có khi còn nhiều cái. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một cái nhóm công cụ chuyên trị để xử lý symbol. Thế đây, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái nó gọi là symbol set. Các bạn nhìn này,
Nhóm này toàn bộ cái này chỉ liên quan đến Simon thôi. Ở đây chúng ta có một cái công cụ gốc, công cụ chính nó gọi là công cụ Simon Sprayer Tool. Nó giống như là một cái hộp sơn xịt, nhưng mà thay vì là xịt ra các hạt màu thì bây giờ nó xịt ra các Simon. Đấy. Thế còn lại các công cụ ở đây, Simon Shifter Tool này, Simon Scrunch Tool này, Simon Sizer Tool, Simon Spinner Tool, Simon Styler Tool, Simon Screener Tool và Simon Styler Tool. Thì một loạt các cái đó nó làm cái gì? Nó cho phép chúng ta can thiệp xử lý vào trong Simon mà không phải phá vỡ cấu trúc, không phải ngắt đứt cái liên hệ, và nó xử lý trên một chuỗi các Simon, một group Simon chứ không phải là trên một Simon đơn giản nữa. Thế thì vai trò của nó là như thế nào? Đây, bây giờ các bạn quan sát nhé. Để sử dụng cái lệnh này và các công cụ này thì trước hết là chúng ta mở cái thư viện Simon ra. Đầu tiên là tôi và các bạn phải chọn lấy một cái Simon đã. Đấy. Đánh dấu một cái Simon ở trong trong thư viện này đã. Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái công cụ Simon Sprayer Tool. Sau đó thì chúng ta nhấp chuột và chúng ta kéo một đường. Cái này thì có thể kéo nhanh, có thể kéo chậm, có thể kéo dài tay hay ngắn tay, giống như là cái thao tác mà chúng ta phun sơn. Người thích phun chậm, người thích phun nhanh, người thích dài tay, người thích ngắn tay. Thế và cái tốc độ đấy thì nó sẽ quy định, nó sẽ tạo ra cái khoảng cách là nó gần hay xa, đúng không? Mật độ các Simon nó được phun ra nhiều hay ít. Thế bây giờ tôi có một cái này, nó gọi là gì đây nhỉ? Các bạn để ý nhá. Tôi bấm vào đây, nó gọi là Simon, đúng không? Nếu mà cái đơn lẻ này thì nó gọi là một Simon. Còn tôi bấm vào đây thì nó gọi là cái gì? Nó gọi là Simon set, một gói Simon. Thế bây giờ với cái gói Simon này thì chúng ta làm cái gì? Các bạn thử tưởng tượng như thế này. Cái ứng dụng của nó như sau. Simon thì dùng một cái đơn lẻ thì tiện rồi. Cái chuyện đó thì chúng ta không phản đối. Đó. Nhưng mà sẽ có những cái trường hợp là chúng ta cần nhiều hơn thế. Các bạn thử tưởng tượng là bây giờ tôi thay vì đưa ra một bông hoa, bây giờ tôi vẽ một luống hoa. Thay vì vài cọng cỏ, tôi vẽ cả một khu vườn. Đó. Thay vì là một cái lá, hai cái lá, tôi muốn vẽ một buổi chiều mà gió đang nổi, lá nó bay đầy trời ấy. Ví dụ như thế. Thế thì bây giờ mình sử dụng những Simon này, tôi có thể lấy cái lá ở trong thư viện, lấy vài cái lá rồi tôi sắp xếp, rồi tôi nhân bản, rồi tôi điều chỉnh. Việc đấy có dễ không? Không khó, nhưng mà rõ ràng mất rất nhiều thời gian và mất cực kỳ nhiều công để điều chỉnh. Vì sao? Trong thực tế thì chẳng cái nào giống cái nào cả. Cái gần, cái xa, cái to, cái nhỏ, cái màu sẫm, cái màu sáng, cái còn tươi, cái thì khô rồi. Đó. Cái thì quăn, cái thì thẳng. Trong thực tế nó là phong phú là như thế. Thế nhưng Simon thì chúng ta chỉ có một vài kiểu thôi. Và cái việc mà điều chỉnh để cho mỗi một cái này nó to một tí, nhỏ một tí, rồi đổi màu một tí, khô úa một tí, vân vân, mất cực kỳ nhiều công. Mỗi một lần như thế chúng ta lại phải can thiệp và chúng ta lại phải break link, chúng ta lại phải điều chỉnh. Thế thì rõ ràng đấy là một cái việc hết sức là tốn công. Nhưng với Simon Set chúng ta biến cái việc đó trở thành rất là dễ dàng, bởi vì chúng ta đang làm việc với một nhóm. Và đây, bây giờ các bạn cùng xem là nó làm như thế nào nhé. Đây là ví dụ như sau. Sau khi mà chúng ta sử dụng công cụ Simon Sprayer Tool này để phun ra một chuỗi các Simon, bây giờ chúng ta bắt đầu can thiệp. Đầu tiên là chúng ta làm quen với công cụ Simon Shifter Tool. Bấm vào công cụ này và chúng ta đưa vào đây. Đấy. Tôi có thể sử dụng công cụ này để tôi di dịch, tôi dịch chuyển vị trí của các Simon con ở trong cái Simon set này. Muốn dịch chuyển cái nào thì bấm vào kéo, kéo lồi. Đây là công cụ để giúp chúng ta đổi chỗ, dịch chuyển các vị trí của các Simon đơn lẻ ở trong cái Simon set. Đấy. Đấy là cái đầu tiên. Và ngay kể cả trong một đám Simon khi mà nằm ở trong phạm vi của đầu công cụ này thì các bạn cũng để ý rằng khi mà tôi lôi kéo thì nó đi ít đi nhiều khác nhau nhé. Nó phụ thuộc vào gì đấy ạ? Nó phụ thuộc vào cái vị trí tương đối của cái Simon đó với lại cái diện tích của cái đầu công cụ. Đồng thời cái đối tượng nào nằm gần tâm của công cụ hơn thì nó sẽ chịu tác động, lực tác động của cái công cụ nhiều hơn các công cụ nhiều hơn các đối tượng Simon khác mà nằm ở rìa của công cụ hoặc nằm ở gần đấy.
Thế bây giờ cái công cụ thứ hai trong nhóm đó là Symbol Scrunch Tool này. Thì cái này nó làm cái gì? Kéo đó. Kéo các symbol đang ở xa nhau hướng về tâm của cái công cụ của chúng ta. Và ở đây nó cũng có những cái chiều hướng ngược lại. Đây, nếu như mà tôi nhấn giữ an thì sao? Nhấn giữ an thì lại ngược chiều lại, tức là gì đây? Đẩy xa ra. Với cách như thế này tôi có thể gom lại hoặc là tôi đẩy giảm nó ra. Mà đẩy giảm nhiều, đẩy giảm với các khoảng cách khác nhau, với độ xa gần khác nhau. Đấy, tay tôi mà kéo từng cái một thì cực kỳ mất công, nhưng tôi có thể đặt nó vào trong một cái nhóm symbol set đang rất dày thế này, rất nhiều, tôi đẩy dạng nó ra theo các cách khác nhau hoặc là tôi gom nó lại sát nhau. Tiếp nữa chúng ta có cái gì? Symbol size tool. À, trong thực tế như tôi vừa mô tả đúng không, một cái buổi chiều mà gió lốc như thế, lốc nổi lên, lá nó bay tung tóe khắp nơi, thì sẽ có cái to, cái nhỏ, cái gần, cái xa đúng không? Symbol thì cái nào cũng giống cái nào. Thế cho nên là bây giờ cái gần trong thực tế thì nó phải to, cái xa thì nó phải nhỏ đúng không? Thế bây giờ tôi phải kéo to nó lên. Đấy, bấm cái này vào, chọn một vài cái làm cho nó to lên. Ok, vậy là tôi sẽ có những đối tượng gần đúng không? Thế ngược lại, nếu như là tôi nhấn an, tôi bấm vào một cái khu vực nó thì tôi sẽ làm cho gì đấy ạ? Nó nhỏ đi và đồng thời có cảm giác là xa ra đúng không? Thế sau đó thì chúng ta có công cụ gì đây nữa? Symbol Spinner Tool. Cái công cụ này thì nó lại xoay. À, ví dụ đây, bây giờ chúng ta nhìn thử, tôi lấy thử một cái hình khác đi nhá, tìm xem cái nào có cái hình lá hoa vừa rồi nào. Lá cây symbol fashion flower. Nature là người không biết. Đây, bây giờ chúng ta xem khi mà tôi mở một cái thư viện mà lá ra chẳng hạn, tôi đặt vào đây thử mấy cái lá này, một cái này, hai cái này, ba cái này, bốn cái này, năm cái này, sáu cái, ví dụ tôi có sáu cái. Thế bây giờ lá các loại khác nhau này, nhưng mà nó có một điểm là thì đây, từng loại này nếu như chúng ta nhân bản lên thành nhiều thì nó vẫn giữ những yếu tố rất giống nhau, ví dụ như là màu sắc giống nhau, kích thước giống nhau, góc độ giống nhau đúng không ạ? Thế giờ muốn mà làm cho nó khác nhau đi, rõ ràng là tôi phải làm rất là nhiều. Vậy thì bây giờ thay vì việc là phải xử lý quá nhiều thứ như thế, tôi có thể sắp xếp một vài cái như thế này đó, tôi sắp xếp một vài cái như thế này, có thể là xoay trở thêm một tí hoặc là đại loại như thế này. Bây giờ chúng ta xử lý tiếp, coi như cái này là một nhóm đi, coi như cái này là một nhóm symbol đi, hoặc là lấy từng cái cũng được. Đây, thì bây giờ bỏ tạm cái thằng này, lấy từng cái nhé. Đầu tiên là một cái này, chúng ta vào cái này, ví dụ một này, hai này, ba này, bốn này, năm này. Đấy, ví dụ như thế. Bây giờ tôi có một số thứ đấy, riêng mà nhặt được từng này lá ra mà giải vào đây, nếu là symbol rời nó cũng mất hơi nhiều thời gian rồi, nhưng với cái sprayer này thì tôi có thể làm xử lý nhanh hơn. Hoặc nếu các bạn đã sắp sẵn một nhóm mà các bạn làm được symbol mới đa dạng thì bạn có thể là nhiều hơn, có thể đạt được yêu cầu nhiều hơn. Thế bây giờ vào đây, bây giờ chúng ta xem thử nha.
symbol size the tool chẳng hạn, một số thứ tôi sẽ cho nó nhỏ đi này. Cái nhỏ nha, cái to nha. Ví dụ thế, thế xong rồi bắt đầu xoay trở đấy nhá. À, cái cùng một nhóm thế này. Đây bây giờ ví dụ các bạn để ý là những cái này khi mà tôi điều chỉnh rồi thì trông nó có vẻ như là đã có những cái điểm rất là giống nhau. Đó. To thì nhỏ, to thì to rồi, nhỏ thì nhỏ rồi, nhưng góc thì nó vẫn bị cái tình trạng gì đây ạ? Rất giống nhau đúng không? Bây giờ chúng ta làm cho nó trở nên bình thường hơn, tự nhiên hơn, tại vì lá nó phải trong thực tế thì rõ ràng là chẳng có ai sắp xếp nó luôn luôn giống góc nhau như thế cả, đúng không? Thì bây giờ ví dụ xoay này, bấm này, xoay. Thì khi mà chúng ta xoay trở ấy, thì mỗi một cái lá nó sẽ chịu tác động khác nhau. Đấy. Đấy, các bạn nhìn đây này. Mấy cái lá đỏ này đúng không? Khi mà tôi cùng co kéo, tôi cùng chỉnh thì các bạn thấy có xuất hiện những cái mũi tên. Mũi tên màu xanh xanh này thì rõ ràng là gì đây? Thằng nào cũng có, ở trong phạm vi điều chỉnh có, nhưng mà khi tôi xoay trở thì mỗi một cái mũi tên đó thì nó lại quay nhiều quay ít khác nhau, phụ thuộc vào cái vị trí tương quan của nó với lại cái đầu công cụ Simon Set mà tôi đang điều chỉnh đó. Thế thì rõ ràng là nó tạo ra một cái gì nhỉ, một cái sự phong phú hơn. À, cái ngửa ra, cái quay vào, cái to, cái nhỏ, rồi sau đó thì gì đây, cái gần, cái xa, đúng không? Ví dụ bây giờ dịch này, kéo này, làm cho nó tóe tung lên đấy, có cái thì tôi cho nó đi ra chỗ này đấy, tôi kéo nó ra chỗ kia. Đấy, xong rồi lại tiếp tục là gì đây nhỉ? Chỗ thì gần vào, chỗ thì xa ra. Ví dụ thế, đây, bắt đầu lại. Trông nó bắt đầu tự nhiên hơn ở một vài cái điểm nào đó. Ok, đúng không? Chứ bây giờ các bạn cứ hình dung ra, ngồi 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 sắp sắp xoay từng cái lá một, điều chỉnh to nhỏ từng cái một, chắc chết. Sau đó thì lại làm tiếp tục cho nó thay đổi tiếp nhá. Đó là cái công cụ, nó gọi là công cụ Symbol Styler Tool. Styler Tool thì nó sẽ có cái tác động gì? Đây các bạn quan sát. Ví dụ tôi chọn một cái màu như này. Đấy, khi tôi làm này, hay chọn một cái này. Đây ví dụ, thấy không ạ? Tôi có thể tô một cái màu gì đó vào đây. Rất đơn giản. Vừa nãy chúng ta khi mà làm việc, chúng ta phải làm sao nhỉ? Kích đúp hoặc là chọn chế độ điều chỉnh, xong rồi vào chế độ Isolate rồi gì gì đó, chúng ta mới tiến hành tô màu, chúng ta chỉnh sửa cái thuộc tính được. Nhưng với cái công cụ hiệu chỉnh này, tôi có thể trực tiếp ép một cái màu mới vào cho đối tượng luôn. Đấy. Bây giờ nếu mà thấy cái này xanh quá, ok, lấy bớt ra. Nhấn Alt, trừ bớt thì nó lại quay lùi lại cái quá trình mà chúng ta đã thêm màu mới vào. Cực kỳ linh hoạt luôn. Không phải cứ tô vào xong là không chỉnh được nữa, và bây giờ tôi còn có thể điều chỉnh thay màu khác này.
Rồi tôi nhấn an, tôi có thể bấm vào nó lùi 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 lại, rút bớt hoặc là chuyển sang màu khác theo thứ tự màu mà chúng ta đã ép vào. Đấy. Thế thì bây giờ thay vì việc là một cái màu duy nhất từ cái symbol mẫu, thì bây giờ tôi có thể là biến mỗi một cái symbol con ở trong này nó có một sắc thái màu khác nhau. Ví dụ đang là mùa thu lá vàng chẳng hạn, có cái lá mới chớm vàng xanh nhiều hơi hơi vàng đúng không? Có cái thì lại vàng lốm đốm rồi, có cái thì đỏ rực rồi, có cái thì vàng hết cả. Ví dụ như thế thì cũng một cái hình dáng lá đó chúng ta sẽ có nhiều sắc thái màu sắc khác nhau. Đấy. To nhỏ khác nhau, góc quay khác nhau, sự gần khác nhau, xa khác nhau, chỗ thì dày đặc, chỗ thì mỏng, vân vân. Tất cả mọi thứ đó nó làm cho một cái gì đó nó trở nên là tự nhiên hơn. Đấy, cái cách thức mà làm việc của cái nhóm cái công cụ điều hiệu chỉnh symbol này nó sẽ giúp cho chúng ta là làm việc với dày đặc, với số lượng nhiều đấy, và làm cho mọi thứ trở nên phong phú và có vẻ tự nhiên hơn, khác nhau từ màu, khác nhau từ góc độ, khác nhau về vị trí, khác nhau về to nhỏ, khác nhau về hướng. Nó làm cho mọi thứ thành một cái tập hợp, nó có tính chất là nó ngẫu nhiên tự nhiên hơn là cái sự sắp đặt của con người. Sau cái này nữa thì chúng ta có một cái gọi là Symbol Screener Tool. Cái này thì nó lại làm cho cái hình của chúng ta nó trong hay là lục. Đấy. Đừng nhầm lẫn là vừa nãy là chúng ta là đưa thêm màu vào. Các bạn nhìn thoáng qua các bạn bảo à cái này là gì đây? Tôi đưa thêm màu trắng vào, nhưng thực ra không phải. À, bởi vì là đây chúng ta đang nhìn ở trong nền trắng, nhưng nếu mà tôi nhắc cả cái này ra thì các bạn sẽ thấy rằng không hề có tí trắng nào vào đây mà nó đang trở nên trong. Đây, nếu mà tôi nhấp thêm vài cái nữa thì các bạn sẽ không nhìn thấy cái symbol luôn. Trong suốt. Nếu mà muốn hồi tố lại, nhấn an, kích vào nó thì nó lại bắt đầu hiện dần dần lên theo chiều ngược lại. Đấy, chúng ta có thể điều tiết rất đa dạng về cái mức độ tác động của cái nhóm công cụ này vào trong từng symbol nhỏ trong symbol set. Và bằng cách như thế này thì chúng ta làm nó lại phong phú thêm một tầng nữa, tức là ngoài màu sắc này, to nhỏ, kích thước này, góc quay này, mật độ này. Đấy, thì bây giờ tôi lại có thể can thiệp thêm kể cái độ trong đục nữa. Tiếp nữa thì chúng ta còn có một cái nữa, nó gọi là Symbol Styler Tool. Thì cái này nó dính dáng tới cái style, hay là chúng ta gọi là cái effect ấy, effect mà đã được gán cho cái đối tượng. Thì cái này nó nằm ở trong effect thôi. Và các bạn sẽ thấy rằng tôi phần lớn là nó sẽ nằm ở trong cái nhóm như thế này. Đấy, các hiệu ứng đã được sử dụng ở trong những cái nhóm dạng như thế này. Thì nếu như mà chúng ta thích thì chúng ta có thể gán thêm cái style vào cho nó, nhưng không phải lúc nào nó cũng gán thêm style vào cũng đạt được hiệu quả đâu nhé. Đây, Windows này, chúng ta có thể tìm vào trong cái thư viện là nó gọi là style. Oh shit. Đây, graphic style. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có những cái thư viện mẫu sẵn như thế này. Ví dụ như là tôi vẽ ra một cái hình như thế này thì bình thường nó sẽ lấy cái màu sắc của cái ô tiền cảnh này, cái ô phin này và đường viền của cái ô stroke đang chọn có này. Nhưng mà nếu như mà tôi bấm vào cái mẫu style cho sẵn như thế này thì cái đối tượng của chúng ta nó sẽ được gán luôn cái hiệu ứng mẫu này vào. Thế thì bây giờ các bạn sẽ thấy rằng là tôi cũng có thể gán thêm các cái hiệu ứng dạng như này vào trong một cái đối tượng symbol nằm trong symbol set. Đấy, ví dụ tôi chọn cái này chẳng hạn, đó, một cái mẫu dạng như thế này. Bây giờ sau khi chọn xong cái này, tôi lại chọn cái công cụ này và tôi chọn Symbol Styler bằng cách như thế này, tôi bấm vào. Thế nhưng mà các bạn sẽ biết rằng là không phải lúc nào nó cũng đạt được cái hiệu quả đâu nhé. Có những cái đưa vào thì trông nó sẽ thành ra rất là xấu, chứ không phải là cứ đưa vào thì là nó sẽ hợp lý. Trường hợp này thì được, nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà chúng ta đưa vào thì trông nó sẽ rất là buồn cười. Đấy, ví dụ này các bạn nhìn thấy, gán thêm cả style vào luôn,
Như vậy là chúng ta sẽ có một cái nhóm công cụ mà rất là linh hoạt và đem lại rất là nhiều các cái hiệu quả khác nhau, làm thay đổi các symbol một cách cực kỳ đơn giản và trực quan. Thay vì việc là phải chọn từng symbol, áp dụng các cái lệnh break hoặc là các cái lệnh hiệu chỉnh thì mới can thiệp được, thì bây giờ chúng ta thấy là mọi chuyện là trực quan đấy, làm việc cực nhanh. Và điều quan trọng nhất là gì đấy ạ? Đa dạng về hiệu quả có thể tạo ra cho cái simon đó, và điều 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 lớn nhất là nó tạo ra mọi thứ nó trông có vẻ tự nhiên khi mà chúng ta làm việc với số lượng lớn simon, thay vì là sẽ có dấu vết giống như là bàn tay con người sắp xếp một cách có chủ ý, thì nó có được một cái gì đó trông nó có vẻ tự nhiên. Chính vì cái quy tắc này này, các bạn sẽ thấy là khi mà tôi làm việc với bất cứ một cái công cụ nào đó, thì ngoài cái việc là điều chỉnh kích thước độ lớn của công cụ, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó phân bổ lực tác động không đều. Đấy, những cái nào mà nằm gần tâm thì sẽ chịu tác động nhiều hơn khi mà chúng ta gán cái hiệu chỉnh đó. Cho nên là cùng một cái phạm vi điều chỉnh ở trong cái đầu công cụ đó, khi tôi di, khi tôi kéo như thế thì nó sẽ tạo ra những cái độ lệch, những cái độ tiếp nhận, những cái tác động khác nhau. Đấy, tôi tô màu vào, tôi xoay, tôi làm to làm nhỏ, rồi tôi kéo nó đi nhiều, kéo nó ít, cùng một cái nhóm như thế luôn luôn có sự khác biệt trong từng symbol con ở trong cái symbol set đó, khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ chúng ta tác động vào. Đấy, chính vì tác động lực không đều lên các symbol, tùy theo vị trí của nó nằm ở gần hay là xa tâm của cái công cụ, mà nó tạo ra những cái biến đổi khác nhau. Do đó nó cho chúng ta cảm giác là nó rất là tự nhiên, nó không bị sắp xếp một cách cố ý. Thì đấy là cái cách thức để mà chúng ta làm việc, chúng ta xử lý vào các cái symbol ở trong trong symbol set. Thế còn nếu mà muốn tháo dỡ tiếp ra, muốn xử lý nữa thì chúng ta xem này này. Khi mà chúng ta chọn vào một cái symbol set thì đây nó cũng thông báo rất rõ ở trên này. Và việc mà chúng ta muốn hiệu chỉnh xong rồi mà muốn vi chỉnh tiếp nữa thì chúng ta sẽ vào trong object. Đấy, lúc này thì các bạn có thể expand, các bạn tháo dỡ nó ra. Đấy, sau khi tháo dỡ ra thì bắt đầu nó lại trả về thành từng cái đối tượng nhỏ hơn. Đó, và đây, ungroup. Điều quan trọng, nó expand ra nhưng nó không phải là gì đấy ạ. Nó không phải trả về hình vẽ mà nó lại trả cho tôi về nó là symbol, nó vẫn là symbol đấy, rất rất quan trọng, chứ nó không phải là nó tách ra trở thành một cái hình hình thông thường, một cái vector thông thường. Thì sau khi mà chúng ta chỉnh nhanh bằng symbol set tinh chỉnh thì chúng ta có thể tháo dỡ ra, rồi chúng ta hiệu chỉnh thêm một chút bằng cách thủ công thêm những chỗ nào mà chúng ta cảm thấy rằng là cần phải chỉnh kỹ, chỉnh để cho nó đạt được hiệu quả cao hơn, thì chúng ta sẽ tháo dỡ ra như thế, expand nó ra. Đấy, thì đấy là cái cách thức để mà chúng ta làm việc với lại cái nhóm với Simon đấy. Và đây có một cái bài nó như thế này, bài đây, các bạn quan sát các bạn sẽ có một cái bài là vẽ một cái bản đồ, một cái góc bản đồ nhỏ nhỏ. Đây, có một vài cái icon và từ cái này các bạn sẽ làm nó ra thành một cái bài mang tính chất là nó hoàn thiện hơn. Đó, đưa các cái yếu tố chỉ dẫn vào trong này, chỗ nào là tiệm ăn, chỗ nào là công viên giải cây xanh đỗ xe, rồi thì công viên đấy, ví dụ thế. Thì từ một vài cái hình rất là nhỏ nhỏ như này, chúng ta sẽ nhân bản nó, chúng ta sẽ tạo ra một số lượng symbol nhiều hơn. Sau đó thì chúng ta sắp xếp này, chúng ta đổi màu này, chúng ta cho to nhỏ khác biệt này, vân vân. Đấy, thì đây chính là cái việc của cái nhóm công cụ, thứ nhất là làm việc với symbol này, thứ hai là làm việc với symbol set này đấy, và thứ ba là làm việc với nhóm công cụ.
và để hiệu chỉnh Simon như tôi vừa mới giới thiệu với các bạn. Thế bây giờ tôi gửi tiếp cái này cho các bạn nhé. Bài này dễ mà. Ok, thế bây giờ tôi ném cái file này lại, tôi gửi cho các bạn nhé. Ok, thì cứ thử thôi. Thế bây giờ tôi có hai bài chưa làm đúng không? Vừa nãy là chúng ta đang giải thích là có mấy cái bài Bade Revolve rồi. Còn một bài nữa là cái bài lon nước ngọt tôi gửi cho các bạn rồi, cho các bạn chưa đọc đến. Và bây giờ là thêm cái bài này liên quan đến Simon và Simon Set. Đấy, thì bây giờ tôi đóng gói tôi gửi tiếp cho các bạn. Thì việc của các bạn là ngoài xem lại cái bài này, xem lại các giải thích của tôi về cái Bade Revolve vừa nãy, thì làm nốt cho tôi hai cái bài này nhá. Ít nhất là như thế, có thể tôi còn gửi nhiều bài hơn nữa. Tạm thời bây giờ là còn hai bài đang chưa làm thì tôi sẽ gửi luôn hai bài này.